Xin chào cả nhà. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cả nhà tô màu bức tranh một cô gái đội chiếc mũ rất là xinh nhỉ. Gương mặt rất là lạnh lùng nhưng mà cũng rất là xinh. Hãy cùng bắt tay vào tô với mình nhé. Với chiếc mũ này thì mình sẽ dùng màu cam nha. Màu tím. Mình sẽ dùng màu tím. Thank you.
Vậy là chỉ với ít phút mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đây. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang là bức tranh một cô gái đội chiếc mũ màu tím rất là xinh này. Nhưng mà hãy cho mình biết ý kiến của các bạn về bức tranh này nhé. Video của mình sẽ phải kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu số tiếp theo nha.